lại có chuyện gì nữa rồi phải không bà cho tôi tá túc bên nhà bà mấy bữa nha ừ, tự nhiên sao lại qua nhà tôi nè đừng nói với tôi là bà với anh đồng lại có chuyện nữa nha tôi chia tay với ổng rồi bà chia tay với anh đồng ủa tôi nhớ là anh đồng á ảnh tốt với bà lắm mà nè lớn rồi không phải còn nhỏ đâu đừng có tính trẻ con vậy nữa có chuyện gì á thì hai người ngồi lại nói chuyện với nhau. Đừng có hở chút cái rồi giận đùng đùng như vậy nữa. Dù gì bà với ảnh cũng quen nhau lâu lắm rồi đó. Tôi nói thiệt với bà, lần này là tôi dứt khoát với ổng luôn. Ừ. Với lại tôi quá chán mà ở cái khu phố cao sang đó rồi. Bây giờ tấm lại là bà có cho tôi ở tá túc nhà bà không? Không thì thôi, ừ. đừng có nói nhiều nữa tôi mệt quá. Gì vậy? Tự nhiên cái giận lây qua tôi luôn à? Thái độ gì kỳ vậy? Tôi á là tôi chỉ đang quan tâm bà thôi còn mà nhà tôi á lúc nào cũng có phòng để chờ đón bà hết trơn biết không cảm ơn bà tôi nói thiệt luôn á bây giờ tôi chỉ có mình bà thôi á bạn bè mà cảm ơn cái gì bạn bè hay không á là cái khúc này nè biết không tôi biết rồi <laughs> ai gọi vậy làm bằng vậy thì nghe máy đi ờ à, dạ em quỳnh chi đây ạ à? dạ 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 em cảm ơn anh Dạ em sẽ đến đúng giờ Dạ 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 em chào anh Dạ Đạo <laughs> diễn bằng nói là có vai cho tôi Thiệt hả? <laughs> Ê chúc mừng nha <laughs> Trời ơi Ê chúc chúc mừng Ờ, à, dạ. Em. em chào anh ờ, sao anh không gọi cho em để em ra em trước anh tại vì cái quán này nó nó rộng quá em sợ anh tìm không thấy không cần đâu anh bước vào dáng này á là anh ngửi được mùi hoa của em rồi chính nó đưa anh đến đây đó dạ à, mà anh uống gì không để em gọi nha không cần đâu anh ngửi được người của hoa thở của em mà bị loạn không cần nữa dạ <laughs> Mà chị cũng thích làm duyên lắm mà Dạ tại vì em tốt nghiệp khóa diễn viên Với lại em cũng được đào tạo bài bản á anh Vậy thì tốt rồi Mà người xinh đẹp như em Sao lại đóng vai quần chúng cũng vậy ừ, Thực ra thì em cũng đi casting rất là nhiều Nhưng mà tại vì cơ hội nó chưa có đến với em Nên là cũng không biết sao hết trơn anh Một tiềm năng lớn như vậy Mà không ai nhận ra sao Mai là chúng ta có duyên đó Dạ. Lúc đầu á, em cứ tưởng đâu là anh ghét em không à tại vì trong phim trường á anh la em quá trời luôn. Trong công việc á anh là một người rất nghiêm khắc. Dạ. Mà bữa đó anh cũng tức thiệt. Anh á, mắng cho cậu Tùng trợ lý một trận, anh cho nghỉ luôn, em biết không? Ồ ừ, vậy là anh Tùng nghỉ rồi hả anh? Ờ lỗi tại em hả? Vậy thôi cho em xin lỗi nha. Không, không phải cho em. Mà do cậu Tùng á, không có mắt nhìn người. Người như em nè đáng ra phải có cái diễn lớn hơn nên anh bực anh mới cố tình làm khó em anh nghĩ vậy thiệt hả vậy nên mới anh mới cố tình làm khó em để em cúp lui anh sẽ giao cho em một vai tốt hơn ở phim trường anh không làm như vậy sợ nhiều người kỳ nghĩ đó sẽ không tốt cho em em không ngờ là anh nghĩ tốt cho em nhiều đến vậy luôn á một bông hoa rực rỡ như vậy anh cũng đáng lo nghĩ lắm chứ <laughs> dạ em cảm ơn anh ừ. Mà thôi, anh cũng phải đi rồi Ủa, anh mới tới mà anh Ở phim trường còn đợi anh Anh trốn ngay đây để gặp em đó Dạ Ờ à, Vậy còn cái vai diễn đi sao anh Anh đã có có vai cho em rồi Mai anh sẽ nhắn em đến Mình sẽ trao đổi nhiều hơn Dạ, em cảm ơn anh nha Thôi, dạ. ngày mai mình gặp lại Dạ. Vậy thì dạ Mình chào tỏa thêm ha Dạ Có gì anh nha. Em nhắn cho em Bye bye em Ừ Ê bà bà có nghe gì không Ông bằng muốn cho tôi vai diễn lớn đó bà Thì tôi nghe rồi Nhưng mà nói nghe nè Bà không sợ hả Chứ hồi nãy tôi thấy á Ông có vẻ dê lắm luôn á thì tất nhiên rồi Ông đạo diễn nào mà không dê Trời ơi nhưng mà tôi chịu được à, ừ, Nói nghe nè ờ, Tôi nghe là ông hẹn bà ngày mai á Thì ngày mai á Bà với ông gặp nhau ở đâu Bà nhớ nhắn cho tôi cái địa chỉ Để mà lỡ có xảy ra chuyện gì á Tôi có ứng cứu kịp nghe chưa Trời ơi, đất ơi Bà làm như tôi là con nít gì á Tôi biết rồi Nhưng mà không lẽ tôi ngu đến mức mà tôi để cho ông ăn tôi <laughs> thì phòng vẫn hay hơn mà. Ồ, ừ, tôi biết rồi bà. Nhớ nhắn cho tôi cái địa chỉ đó. Ừ. Chào em. Em đến giờ lắm á. Dạ. Ủa em tưởng đâu là anh hẹn em ở quán cà phê em Mượn. À. Anh cũng định hẹn ở đó. Mà do sát giờ quá với anh để quên kịch bản ở đây nên làm hẹn em đây á mà với lại á đây á cũng là nơi anh tập trung cao độ để sáng tạo sau những ngày tức bật ở phim trường mà <laughs> dạ ừ. mời em ngồi dạ giờ dạ em ra đây với anh vài ly nha ừ. Nè, chắc em không uống được tại vì em em không biết uống đây là chỉ rượu vang thôi nhà hiệu à em nhâm nhí anh chút xíu với anh cũng tìm hiểu em hơn để sau này mình còn dễ làm việc đấy mà nào mình cũng lên được yeah. anh động may quá anh về rồi ủa huệ ê ông già dạ? ông làm gì vậy mày làng nào xe xong rồi đấy. tôi là ông có nợ của ông á tôi trân trọng thông báo cho ông biết nha tôi là chồng của chi ông tính làm gì chi hả sao chi nằm im rồi ông chút nghe đúng không tôi tôi không biết khổ khổ cậu đỡ uống cô xỉn say với tôi không biết gì ông nói cho đàng hoàng nha đừng có bắt tôi bao lực ở đây nghe, cổ tự nguyện đến đây chứ tôi tôi không có làm gì hết tôi làm gì chưa không có làm gì hết mà cái loại người như ông á nhớ cái bạn tôi đó Về yeah. không sao có bạn nha không sao nha về nha em nhớ cái tôi nha đinh khải dài Uống miếng sữa đi nè Thôi để em tự uống Để em một muỗng thôi cũng được Sao? Ừ. Còn thấy nhức đầu không? Em đỏ rồi Không ngờ Tuần tuổi này mà còn bị cái ông đó lừa nữa Giờ em quá chủ quan thôi Chứ có ai đàng hoàng mà hẹn bằng công việc trong khách sạn đâu Đúng không? Em giận em mà anh không giận anh chỉ tức thôi nếu như mà anh không tới kịp thì sao ừ, ừ. mà sao anh biết chỗ đó mà anh tới vậy may quá anh đây rồi ủa vậy có chuyện gì vậy em dạ chi chi sao thật ra bữa nay á chi có hẹn với lại ông đạo diễn tên là bằng ừ. mà hôm trước á em có gặp ông rồi em thấy ông này có vẻ không có được đàng hoàng lắm á với lại... Với lại gì? Với lại bữa nay ông hẹn Chi á gặp ở trong khách sạn á anh. Cái gì? Em dự là chắc có điểm gì đó không có lành đâu á. Hay là anh anh chạy tới đó coi con Chi có sao không anh? Ờ, à, em biết địa chỉ của Chi không? À, dạ có, hồi nãy á, Chi có nhắn cho em cái địa chỉ của khách sạn đó nè. Em nhắn liền cho anh đi, anh chạy liền nha. Yeah. Dạ. Tất cả là nhờ Huệ. Chính Huệ là người cho anh biết vị trí của em. Em đúng là con người bạn tốt em xin lỗi Do mấy nay tâm trạng của em cũng không được tốt lắm thôi anh cũng xin lỗi lẽ ra anh không nên lớn tiếng với em trong em tệ lắm đúng không em thất bại em còn ăn bám anh nữa đâu có đâu trong mắt anh em là người phụ nữ tuyệt vời nhất thiệt không thiệt chứ ừ, uhm... Chị, sao cái lúc mà em bỏ đi, anh không có nhắn tin gọi điện gì cho em hết giờ? Thì anh biết, lúc đó em đang ở dưới Huệ Em đang ở cạnh một người tốt thì đâu có gì để anh lo lắng giờ là lúc đó anh nghĩ hai đứa mình cần có không gian riêng để tĩnh tâm suy nghĩ Anh không muốn phiền em có thiệt vậy không? Thiệt Vậy sau này có bỏ rơi em không? Không hề luôn, anh yêu em cho tới chết luôn Vậy anh chứng minh điều đó đi Dễ mà <cười> <cười> Nè, chứng minh nè <laughs> tin chưa đồng đúng là một người đàn ông bao dung